Xin chào quý vị và bà con. Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào những ngày trung tuần tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk có 2.548 ha lúa vụ hè thu đã bị ngập úng, và trong đó thì có hơn 2.100 ha bị mất trắng. Nhiều nông dân kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào lúa nước bỗng dưng trắng tay và cuộc sống trở nên khó khăn. Sau khi nước lũ rút, bà con nông dân huyện Lắk đi thu gom những diện tích lúa còn sót lại mang về, chủ yếu là để phục vụ cho chăn nuôi. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắk cho biết các ngành chức năng đã triển khai thống kê thiệt hại và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn cùng rà soát, thống kê những hộ bị thiệt hại, đồng thời đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có các chính sách hỗ trợ nhằm giúp nhân dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống. Tình hình thời tiết vẫn đang là vấn đề đáng lo ngại khi mà mưa vẫn còn tiếp tục duy trì ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên cũng rất may là ban ngày thì trời vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa khoảng từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 31 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ, giúp cho bà con nông dân có thể khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Cũng có mưa nhiều là các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại Bắc và Trung Trung Bộ. Từ hôm nay cho tới ngày 9 tháng 9, giải hội tụ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Mưa sẽ có xu hướng gia tăng hơn tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tại một số tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì có thể xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực này cần đề phòng khả năng sạt lở đất cũng như là lũ lên trên các sông suối. Nền nhiệt cũng có xu hướng giảm hơn ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế chỉ từ 30 đến 33 độ và tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ trong các ngày tiếp theo. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30 đến 33 độ. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.